Mình bắt đầu này, mình sẵn sàng này. Mình sẵn sàng này. Câu số 1 của dãy động bị lag. Ừ ok, thầy đang cố gắng chỉnh cho nó đỡ bị lag. Ừ. Câu số 1 này. Các công thức chung lần lượt của dãy đồng đẳng sau. Các em nhớ comment đáp án nhá, comment đáp án thật nhiều xuống nhá. Xong rồi là share lại về tường tương tác các bạn vào video livestream này nhá. Nào, câu số 1 này. Các công thức chung lần lượt của dãy đồng đẳng sau là gì? Đấy, các em phải cổ vũ thầy, bởi vì là thầy bị đau họng mà thầy vẫn có thể livestream giúp đỡ cho các bạn và các em. À, thầy giọng hay quá, The King Mess, cảm ơn em. Rõ lắm thầy, ok. À, mình bắt đầu nhá. Câu số 1, các công thức chung. Thế anh này là gì? Anh này là CnH2n cộng 2 đúng không? Thì nó là ancan nhỉ? Ancan này. Ancan. Anh này là ancol. Nó đơn. Ancol. Nó đơn. Đơn chức mà, nên đa chức vứt này. Đơn chức này. Đơn chức này. Anken là vứt rồi. Loại A này. Loại D rồi. Anh này gì nhỉ? CnH này N-2 ankin hoặc ăn hoặc ancadien. Cuối cùng là gì? Anhydro. Anhydro. Đơn chức. Đây là no thôi. Đây là đơn. Bởi có một nhóm xét thôi. Vậy là ancan này, ancol đơn chức, ankin này, anhydro đơn chức. Người ta đáp án đúng của mình là đáp án gì? Rất tốt. Liu Phinh đúng. Nhà Hồng Lan đúng. The King Mess đúng. Huỳnh Thị Tâm đúng, Đặng Thị Tiết đúng, rất tốt. Đấy, các em học này, hôm nay là thầy livestream cho team mất gốc. Thế vì vậy nên là team mất gốc phải chú ý này, phải thuộc này, ancan. Đây là những cái dãy đồng đẳng mà dễ thuộc nhất. Ancan này, ancol no đơn này, ankin này. Đây là những dãy đồng đẳng dễ thuộc nhất, các em chú ý phải thuộc nhá. Thầy sẽ cố gắng viết đẹp hơn cho các em cùng nhìn. Được chưa? Mình sang câu số 2 nè. Công thức phân tử của axit acetic. Đề này là dễ để cho các bạn mất gốc nhé. Nên là các em giúp thầy share xong tác tất cả các bạn mất gốc vào trong video livestream này. Hôm nay đây bây giờ là đang đau họng mà vẫn đang cố dạy cho học sinh ấy, thầy đau họng hơn 10 ngày hôm nay rồi. Cố gắng cho 2K2 thi thật tốt nhá. Câu số 2, công thức phân tử của axit acetic là thế thì axit acetic là CH3COOH đúng không cả nhà? Thế thì vậy thì công thức phân tử của nó sẽ là CH3COOH, đáp án đúng là bạn này. Được chưa? Câu số 3. Mờ quá. Chúc Lê Nguyễn em kiểm tra lại đường mạng của em xong chứ chẳng có bạn nào kêu có thể là mờ cả. Đúng không? Nét căng như Sony luôn. Câu số 3. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam ancol ethylic. Ancol ethylic chúng ta là C2H6O đúng không? Mình tìm được số mol nó bằng 4,6 mà chia cho 46 nhá. Thì bằng 0,1 này. Chỉ cần bao nhiêu thể tích oxy, đây là cộng oxy này, để tạo thành CO2 này, cộng với lại H2O này. Các em chú ý này, thầy chữa chậm cho các bạn mất gốc. Thế thì tất cả các bạn mất gốc, em tác giúp thầy tất cả các bạn mất gốc vào trong video livestream này nhá. Mất gốc là xem là video livestream này ok này. 2 này, bất dân đây là 2 này. 6 hydro chia cho 2 thì còn 3 này. Thì bảo toàn oxy này. 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 3 là 7 này. 7 trừ đi 1 thì còn 6 này. 6 phải chia cho 2 này thì bằng 3. Thì đếm lại. 2 2 là 4, 4 cộng 3 bằng 7. 7 trừ 1 là 6, 6 chia 2 bằng 3. Vậy anh này là 0,1 thì 0,1 nhân 3. Thì nó bằng là 0,3 đúng không? Vậy nên thì tìm được thể tích. V bằng số mol là 0,3 nhân với lại 22,4 thì nó bằng là 6,72 lít. Được chưa? Vậy đáp án đúng, đáp án A. The King Mess đúng, rất tốt. Hà Nguyễn Mai Linh chính xác. Nguyễn Hữu Tường đúng, chính xác. Rồi, chính xác. Mình sang tiếp tục câu số 4 nhé. Mình sang tiếp tục câu số 4 nhé. Các em nhớ là theo dõi video livestream này thì phải nhớ xem lại về tường, bởi vì không là tí nữa là thầy live xong là thầy ẩn đi mất. Được chưa? Thầy ẩn mất là không có tài liệu để ôn đâu. Chúng ta tiếp tục. Lê Thị Thanh Tuyền rất tốt. Câu số 4, 0,87 gam một anhít no, đơn chức no. Đơn chức no mà 0,87 gam một anhít đơn chức no. Thế thì chúng ta phải lưu ý này. Anhít mà đơn chức mà no thì công thức tổng quát của nó là CnH2NO đúng không? Nhớ nha, đây là công thức tổng quát của anhít đơn chức no. Đề bài cho là 0,87 gam. Được chưa? Thầy nói này là hết mức rồi, hiểu cô Nguyễn ạ. Bên nữa thầy mua mic về thầy nói cho các em nhá. À, cho vào AgNO3 trong NH3 thì thu được bạc. Chúng ta lưu ý bình thường là một thằng anhít đơn chức thì thu được hai hành bạc. Trong đó chúng ta chú ý là có trường hợp đặc biệt là một anh HCSO thì thu được 4 bạc. Được chưa? Thế giờ ta chưa làm trường hợp đặc biệt, ta làm trường hợp bình thường trước. Thì anh này là 0,87 gam này, ra được 2 bạc này. Mình tìm được số mol bạc bằng 3,24 mà chia cho 108. 3,24 chia 108 thì bằng 0,03 mol đúng không? Em nhìn thấy không? 0,03. Và anh này bằng 0,03 thì suy luôn ra bằng 0,03 nhân 1 chia 2 bằng 0,015. Vậy thầy có này, phân tử khối của anhít này, phân tử khối của thằng CnH2NO sẽ bằng 0,87 chia cho 0,0
15 là bằng 0,87 chia n bằng 29. Bằng 29. 29. Đúng chưa? 29 thì ra thằng nào? Thì tính có lại 14 cộng 16 mà bằng 29 loại luôn. Không anh à? Đúng chưa? Đúng chưa? Làm gì có anh nào? Bằng 29 mà. Chia cho, à thôi chết nhầm, thì chia nhầm. 3,24 chia cho 0,015 bằng 0,87 chia cho 0,015 bằng 58, 58 bằng 58. Thầy ấn nhầm nhá. Đấy thì mình tìm được n. 58 trừ đi 16 bằng chia 14 bằng 3. Được chưa? Ok, cảm ơn các em. 3 phải nó là C3H6O. Được chưa? C36O phải nó chỉ có thể là đáp án gì. Ok, cảm ơn các bạn đã nhận ra cái nhỗ nhầm của thầy. Ok, cảm ơn các em nha. Thầy vừa ấn nhầm thì đáng nhận thầy chia cho 0,015 thì lại chia cho 0,03. Ok, cảm ơn Mai Thị Anh Thư, cảm ơn Hồ Kim Ngọc Anh. Ok, câu 4 ý D. Mình tiếp tục nha, sang câu số 5. Câu số 5. Hợp chất 2-metin bút 2N là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào trong các chất sau đây? 2-metin bút 2N này. Bút 2N, 2-metin là sản phẩm chính từ sản phẩm tách thằng nào? Đây, butan 2-ôn thì không thể. Butan 2-ôn mạch thẳng dài, không thể. Đây thì vẽ butan 2-ôn này. Đây là butan 2-ôn này. Không được, thiếu một carbon xuống nhé, vứt. 2-metin butan 1-ôn. 2-metin butan 1-ôn đây. Butan 1-ôn nhỏ mắt đính đây. Vậy nếu mà tách nước thì nó đôi phải nằm đây. Cũng vứt đúng không? Thế nó đôi nằm giữa mà. Một brom thì không tách được. Một brom thực ra cũng tách được nhưng mà nó cũng tương tự như là OH ở đầu thôi. D này. 3-metin butan 2-ôn. 3-metin butan 2-ôn. Đây, OH đính này. Chiều đúng nếu mà tách thì nó đôi nằm đây. C, C nối đôi C, C, C. Được chưa? 3-metin butan 2-ôn. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án D. Ok chưa? Đấy. Ok, rất tốt. Đấy, có rất rất nhiều bạn comment đúng, đúng không? Các em nhớ nhanh tay xe lại về tường nhá, xong rồi tag các bạn mất gốc vào trong video livestream để giúp thầy nhá. Bởi vì thầy đang thực hiện buổi livestream này để giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em ở trên mọi miền Tổ quốc làm sao cho khóa thật giỏi. Đấy, chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 6 nhá. Câu tiếp theo, câu số 6. Đốt cháy hoàn toàn. Các em thầy giảng bài các em hiểu không nhỉ? Cả nhà ơi, cả nhà có hiểu bài thầy giảng không? Cả nhà có hiểu bài thầy giảng không? Bạn nào hiểu bài thì chấm cái thầy xem nào. Câu số 6 nhá. Đốt cháy hoàn toàn một ancol thu được số mol CO2 bằng 0,15 này. Số mol nước bằng 0,2 này. Vậy mình thấy này, số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy điều này chứng tỏ là ancol no thôi nhá. Không khẳng định được đơn đâu. Được chưa? Loại đơn chức, loại đơn chức. Đúng chưa? Chắc chắn là mạch thở rồi. Mạch thở no. Đầy đủ nhất là đáp án C. Được chưa? Ok. Giảng chậm xí. Ok được rồi, thầy sẽ giảng chậm nhá. Lương Vinh nhá. Thầy sẽ giảng cố gắng chậm chậm cho các em. Ok, thầy giảng cho team mất gốc. Hôm nay thầy giảng cho mất gốc nhá. Bây giờ thầy sẽ nói chậm chậm lại cho các em. Nhớ xe lại về tường xong rồi tác các bạn mất gốc vào trong video livestream này. Mất gốc thì hôm nay thầy cứu hết. Hôm nay thầy cân team mất gốc, được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 7 này. Các em cùng comment đáp án. Mấy hôm nọ làm câu khó quá rồi thì hôm nay mình sẽ làm chậm chậm thôi nhá. Câu số 7. Câu số 7. King Mess ơi, thầy đang livestream cho các bạn mất gốc nhá. Còn nếu mà em mà muốn livestream cho bạn siêu khủng thì chú ý nhá. Ok, Văn Anh thầy sẽ giảng chậm chậm, được chưa? Mình tiếp tục sang câu số 7. Câu số 7 nè. Chất xe 5OH thì chắc là cái này dễ nhỉ. Ancol ethylic hoặc ethanol và khá nhiều bạn khoanh A, nhưng các em chú ý này, A sai chính tả này. Vậy nên đáp án đúng chúng ta phải là ethanol. Đáp án đúng đáp án D các em nhá. Có rất nhiều bạn bị lừa này. Đấy, rất rất nhiều bạn bị lừa. Những bạn nào bị lừa chấm cái thầy xem nào. quá ngây thơ khi bị lừa. Anh này bị lỗi. Anh này bị lỗi về mặt chính tả còn gì. Làm gì có ancol ethyl, nó phải là ethyl. Được chưa? Có game khó hơn nhưng mà không phải là hôm nay. Hôm nay là dành cho game dễ thở cho các bạn bị mất gốc. Các bạn học cho các bạn cùng hiểu nhá. Hôm nay là thầy làm việc cho mất gốc. Nên là các bạn giúp thầy tác các bạn mất gốc về. Kể cả những bạn học giỏi cũng share về tường để cho các bạn mất gốc có thể theo dõi được thầy. Thầy giúp cho các bạn nhá. Mình tiếp tục sang câu số 8 nào. Cho các chất sau, những cặp chất ở đồng đẳng của nhau là
những cặp chất là đồng đẳng. Chúng ta phải nhớ này, đồng đẳng là hơn kém nhau. Thứ nhất là hơn kém nhau. Chán quá. Bút hết mực. Một hay nhiều nhóm sẽ thay nhá. Đây cái thứ nhất. Thứ hai là cấu trúc nó phải tương đồng nhau. Được chưa? Ví dụ này, ví dụ đồng đẳng này, thằng X là set 3 set O này thì với thằng T set 3 hai lần CH set O đồng đẳng nhau. X và T là đồng đẳng. Được chưa? Nên XY vứt XT đồng đẳng cả năm vứt. Thế nhìn này xong luôn. Y và E xem nha. Đây là của phenol này. E cũng của phenol. Vậy là Y và E. T nhìn này, X và T hơn kém nhau hai nhóm set 2. Y và E cũng hơn kém nhau hai nhóm set 2. Cấu trúc tương đồng nhau này. X có nhóm chó, T có nhóm chó. E có Y có OH đính vào vòng thơm, E cũng có OH đính vào vòng thơm. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B, bỏ. Đấy, chúc mừng Hoàn, Đặng Thị Tiếp, Đào Văn Hoàn, chào Văn Đạt, hello. Tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Các em còn lưu ý rằng là những bạn nào ở Hà Nội thì chú ý đến việc là ngày 16 tháng 5 thầy có live, thầy có khai giảng cái buổi học đầu tiên cho chương trình lớp 12 mới dành cho các bạn mà muốn ôn thi với lại điểm cao. Ngày 16 tháng 5 thầy sẽ khai giảng. Đấy, lớp học cho các bạn mà muốn ôn thi được điểm cao cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia lớp 12 mới. Cho cả offline cộng online. Các bạn online muốn đăng ký khóa của thầy thì đăng ký inbox trực tiếp cho thầy nhá. Ok Văn Đạt, thế thì Văn Đạt có thể đến địa chỉ của thầy để học nhá. Anh Văn Đạt inbox cho thầy nhá. Ok. Câu số 9 nào. Văn Đạt tag các bạn vào nhá. Buổi học đầu tiên là buổi học free. Chiêu cực kỳ kinh khủng, tìm đồng phân cách đếm ngón tay. Khóa on có, Hưng Thành nhá. Có khóa on, dành cho các bạn là xe. Các bạn nào muốn đăng ký khóa on thầy thì inbox cho thầy ngay tức nhá. Chốc live stream xong cho anh chị 2K1 rồi thầy sẽ hướng dẫn bọn em. Mình có này câu số 9 này. Câu số 9 một câu cực kỳ hay. Câu số 9 một câu cực kỳ hay. Các em cùng chú ý cho thầy nhá. Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen trong phân tử trùng công thức chuẩn nhất. Công thức phân tử trùng công thức chuẩn nhất. Trong X tỷ lệ khối lượng các nguyên tố MCHCO. Vậy thầy đọc nó là CX HI OZ. Thầy có X chia Y chia Z bằng MC chia 12 MH chia 1 MO chia 16. Vậy là nó chính bằng MC là bằng 21 chia 12, 2 chia 1, 8 chia 16. Được chưa? Vậy là bằng 21 chia 12. Ở đây có bạn Văn Hoàn, có bạn Kim Tron vừa inbox cho fanpage của thầy là đăng ký như thế nào. Đăng ký như nào thì các em mới chú ý nhá. Cứ inbox đi xong rồi là chốc nữa thầy like xong rồi thầy mới rep cho thầy cho các em nhá. Ui bây giờ đang có rất rất nhiều bạn đang inbox cho thầy để mà đăng ký khóa on, cứ từ từ bình tĩnh. Tí thầy live stream xong thầy mới hướng dẫn cho các em được. 1,75 này. 2 chia 1 bằng 2 này. 8 chia 16. Thì các em cứ inbox đi xong rồi chốc nữa thầy check một thẻ nhá. 0,5 này. Giờ thầy lấy tất cả cùng chia cho 0,5 thì thầy được 1,75 chia n bằng 3,5 này. Chia cho 4 này. Chia cho 1 này. Thầy nhân 2 hết lên thì bằng 7 chia 8 chia 1 chia 2. Suy ra công thức đơn giản nhất của thầy là gì? C7H8O2. Được chưa? Công thức đơn giản nhất thầy là C7H8O2. Chú ý này, Cái anh mà C7H8O2 này, C7H8O2 mà phản ứng với natri thì hiro, giả sử anh này là 1 thì thằng này là 1. Thế mới hay. Đúng chưa? Đấy, thế thì điều này dẫn đến điều gì? Số mol nhóm OH thì bằng 2. Suy ra bằng 2 lần số mol hiro mà. Số nhóm OH sẽ bằng là 2 chia 1 bằng 2. Vậy là C7H8O2 có bao nhiêu đồng phân? Tương đương với việc là C7H8O2 có bao nhiêu đồng phân? Có 2 nhóm OH. Được chưa? Có bao nhiêu đồng phân của 2 nhóm OH? Vậy thì ở đây bây giờ ta đi vẽ. Thầy vẽ cho em nhìn nhá. Thầy vẽ cho em cùng nhìn nhá. Nhìn kỹ này. Một carbon này. Đúng không? 2 nhóm OH. Vậy thì có một nhóm OH đính vào đây. OH đính đầu trước. Thì còn nhóm OH còn lại cho chạy trên đây. Nhưng mà thằng này có chủ đối xứng đúng không?
1, 2, 3 đồng phân. Thấy chưa? Dấu H đứng bên cạnh này, C này, OH đứng bên cạnh này. Thì cho H kia chạy đúng không? 4, 5, 6, 7 đồng phân. Nhìn chưa? Tiếp tục này, carbon này, OH đứng đây này, thì các OH còn lại còn 8, 9 đồng phân. Đính đây thì giống rồi. Đính OH đính đây thì giống hàng này đúng chưa? Hàng này thì bị trùng rồi, vậy chỉ có 9 thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, 9 nha. Có bạn nào cần thầy phải vẽ hết ra không? Có bạn nào cần thầy phải vẽ hết ra không? Nếu cần thầy vẽ ra thì chấm cái thầy xem nhé. Nếu bạn nào mà muốn thầy vẽ hết ra thì chấm lại, còn nếu mà không thì copy thằng này lại, được chưa? Cái này rất quan trọng. Rất này thi nhá. Đáp án đúng mình đáp án B, 9 nào. Mình sang câu tiếp theo là câu số 10. Còn Kim Tròn ơi, Kim Tròn tua lại nhá, chứ giờ thì thầy cũng chẳng thể giảng lại cho em, bởi vì nhiều bạn hiểu rồi nhá. Kim Tròn tua lại, xe lại về tướng thông tín, tua lại là ok mà. Mình sang câu tiếp theo, câu số 10 này. Câu số 10 cho 24,4 gam nhá, cho 24,4 gam hỗn hợp. Đây bây giờ cái này thì đi chậm này, cái này thì đi cực kỳ chậm này, cho các em này. Câu số 10 này, 24,4 gam hỗn hợp gồm ethanol là C2H5OH này, propan 1 ôn là C3H7OH này, tác dụng với natri dư thì thu được khí hydro, số mol khí hydro bằng 0,25 này. Mình đặt này là A, này là B này, đúng chưa? Thì mình có phương trình đầu tiên này, là phương trình bảo toàn khối lượng nhá. Anh này là 46A, cộng anh này là 60B. 60B, wow, có rất nhiều bạn fan cứng comment rất đúng chính xác này. Thì bằng 24,4 gam. Được chưa? Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn nhóm OH. Bảo toàn nhóm OH, trong anh này có một nhóm OH này là A này, trong này có một nhóm OH là B này, thì bằng này 2 lần số mol H2, 2 × 0,25. Đến đây bấm máy tính giải hệ mình ra được 1, 2, 4, 6 bằng 60 bằng 24,4 bằng 1 bằng 1 bằng 2 × 0,25 bằng A bằng 0,4, B bằng 0,1. B bằng 0,1. Chú ý này, đề bài hỏi phần trăm số mol mỗi chất. Phần trăm số mol chứ phải phần trăm khối lượng nhé. Vậy mình có này, tổng số mol bằng 0,5, 0,4 chứ 0,5 thì bằng 80. Bây giờ là ethanol trước. Vậy ethanol là 0,4 thì 0,4 chia cho 0,5, 4 chia 0,5 bằng 80%. Người ta mà đúng của mình là đáp án à, 80%. Đấy, các em nhớ share video live stream lại về tường nhá. Không là tẹo nữa thôi, khi mà thầy live stream xong là bị ẩn share đấy. Bị ẩn thì các em sẽ không nhìn thấy đâu. Vì vậy nên là nhớ nhá. Được chưa? Ok chưa? Mình sang câu tiếp theo này. Mình sang câu tiếp theo, câu số 11. Câu số 11, các em nhớ tương tác thật nhiều với lại fanpage của thầy nhá, để mà lên fan cứng, để mà cả năm sau còn được theo dõi rất cái tài liệu cực chất của thầy. Mình có này, sang câu tiếp theo, câu số 11. Câu tiếp theo rút kinh nghiệm. Ok, đấy, cẩn thận bị lừa, rất rất nhiều bạn bị lừa này. Bạn nào bị lừa chấm cái thầy xem nào. Chúc mừng các bạn bị lừa nào. Đấy, các bạn bị lừa thì phải chúc mừng nhá. Còn các bạn mà đúng thì phải cẩn thận, không sau này lại bị lừa tiếp. Câu số 11, tên nào dưới đây ứng với ancol trên? Để vẽ ancol nhá. C OH, đánh số là phải ưu tiên nhóm OH. Hà Nội lập team đăng ký học, đúng rồi. Các bạn Hà Nội nhớ inbox cho thầy để đăng ký học nhá. Học hè thì các bạn ở xa cũng thể đi được. 1 2 3 4 5. Đúng chưa? Bên này là 4 metin. 3 vứt, 2 vứt, 4 metin. Mọi mẹ em phải bón phân pentan 1 on. Đúng chưa? Vậy là 4 metin pentan 1 on. Đáp án đúng đáp án B. Các em ơi, thế đã đủ chậm chưa? Các em hiểu bài không? Bạn nào mà hiểu rồi thì chấm cái, bạn nào mà chưa hiểu thì bảo thầy để thầy giảng chậm nữa nhá. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo nào. Câu số 12, thầy giảng cực kỳ chậm để cho các bạn mất gốc nhá. Chắc là mạng của Văn Hoàng chứ. Chắc là mạng của Văn Hoàng đấy chứ. Ở bên đầu thầy chưa thấy bạn nào kêu là mờ. Bạn ạ. Chưa thấy bạn nào kêu mờ luôn. Có một mình em kêu thôi. Em kiểm tra lại đồ mạng của đầu nhà em nhá.
kể cả bạn học giỏi hay bạn học kém đều phải theo dõi video live stream này, bởi vì có rất rất nhiều bạn dễ bị lừa ở trong những phần này, mà bị lừa thì mất to một điểm rồi, đúng không? Thế nên là chú ý là phải theo dõi từng live stream một của thầy nhá. Bạn nào biết cách làm fan cứng thì nói cho bạn Hoàng biết, bạn Hoàng này bạn đang muốn làm fan cứng này. Câu 12 nào. Đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol A Ancona. Cần vừa đủ. Thế cũng khó nhỉ. Thế là các em nhìn này. Anh này no. Vậy chắc chắn Ancona này là no rồi. Vậy theo đáp án là có Ancona no. Cháy thì công thức tổng quát là CN H2N cộng 2 OX cộng oxy thì sinh ra NCO2 cộng với lại N cộng 1 H2O. Vậy đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử. Ok, đây thầy đang nói chậm đi Binsu ạ. Thầy nói chậm chậm đây. Hơi mở. Ờ ok. Thầy có này. 2N cộng với N là 3N cộng 1 trừ x chia 2. 3N cộng 1 trừ x chia 2. Được chưa? Dùng định luật bảo toàn oxy được em ạ. Thế số mol đây là bằng 0,35 này. Số mol đây bằng 31,36. Mà chia cho 2,4 thì bằng 1,4, đúng không? Vậy nên mình sử dụng phương pháp đường chéo. Mình có 1,4 thì bằng 0,35 nhân với 3N cộng 1 trừ x phần 2. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Thế ở đây thầy sẽ được này. Suy ra này. Thầy có này. 0,35 chia 2. Xong rồi là 1,4 chia n bằng 8. 8 bằng 3N cộng 1 trừ x. Suy ra 3N trừ x bằng 7. Thế thì lập bảng. X, N. X bằng 1 thì 7, N loại. X bằng 2 thì N bằng 3. Lấy luôn đúng không? Với X bằng 2, N bằng 3. Vậy suy nó là C3H8O2. Vậy C3H8O2 đáp án đúng, mình là đáp án C. Ở đấy thì này, giờ Kingman đã bảo vào sitting video chọn chất lượng 360 xem ít mờ hơn. Ok, cảm ơn Dinh Kingman ra. Kingman cảm ơn em, rất cảm ơn em giúp đỡ cho các bạn. Làm thế nào để trở thành fan cứng vậy mọi người? Các em giúp bạn này. À, thì nhớ rằng là hình như là để làm fan cứng thì em comment nhiều, share nhiều cái bài của thầy thôi. Để em được thành fan cứng nhá, Hoàng Thế Anh. Các em nhớ này. Ngày 16 tháng 5, thầy khai giảng lớp offline đầu tiên. Học chương trình 12 tại Hà Nội. Những bạn nào ở quê muốn học thì đều có thể inbox cho thầy. Nhớ inbox cho thầy đăng ký. Em biết offline thầy nó chất như nào rồi, đúng không? Chất hơn nước cất. Để em nhớ nhá. Câu 13. Cho natri tác dụng với hoàn toàn với 20,5 gram. Cho natri tác dụng hoàn toàn với 20,5 gram hỗn hợp Ancona đơn chức bạch hợ. Kế tiếp trong dãy đồng đẳng, lớp online thì lớp on. Đây các bạn hỏi lớp online. Thì inbox cho thầy để đăng ký nha. Để đăng ký. Inbox thầy đăng ký nhá. Câu 13. Lớp online thì inbox cho thầy đăng ký. Câu 13 này. Cho natri tác dụng hoàn toàn với 20,5 gam hỗn hợp Ancona đơn chức bạch hợ. Ancona đơn chức bạch hợ CnH2n cộng 2O. Được chưa? Kế tiếp trong dãy đồng đẳng, cộng với natri này sinh ra hiđro này 0,2. Lưu ý Ancona đơn chức thì sinh ra 1/2 hiđro. Vậy hoàn toàn mình tìm ngược lại được. Số mol Ancona 0,2 nhân 1 chia cho 1/2
chỉ bằng 0,4. Thế mà khối lượng hỗn hợp này bằng 20,5. Chỗ này là n trung bình nhá. Vậy hoàn toàn nên thầy có này. 12n cộng 2n là 14n. Cộng với 2 cộng với 16 thì bằng 20,5 chia 0,4. Đến đây ta tìm được n trung bình bằng 20,5 chia 0,4 bằng trừ đi 18 bằng chia 14 bằng 2,375. Như bài nói này, kế tiếp thằng này lớn hơn 2, nhỏ hơn 3, C2, C3. Đáp án đúng đáp án gì? C2, C3. Thấy chưa? Các em ơi, bài này thầy giảng các em có hiểu không? Bạn nào hiểu chấm cái để thầy biết là các em hiểu nào. Thầy giảng bài này cả nhà có hiểu không? Các em ơi, thầy giảng bài này các em có hiểu không? Ok, em học luôn đi, nếu mà không học bài môn khác là nguy hiểm đấy. Bởi vì càng xuống cuối đề càng hay. Cố gắng học nốt đi, khoảng độ tầm 9 giờ là xong đấy mà. Đấy, rất rất nhiều bạn hiểu bài đúng không? Ok, mình tiếp tục nhé. Sang câu số 4. Sang câu số 14 nào. Cho 1 gam dung dịch, cho 1 gam dung dịch formalin, cho 1 gam dung dịch formalin tác dụng AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 5,4 gam bạc. Formalin cũng phải là HCSO, thu được bạc. Vậy thì tìm được số mol bạc bằng 5,4 chia 108 không? 5,4 chia 108 bằng 0,05. 0,05 thì một bình thằng này ra 4 bạc đúng không? Thì tìm được số mol bạc 0,05 nhân 1 chia 4, chia 4 bằng 0,0125. 0,0125. Nồng độ phần trăm mình có C phần trăm thì bằng M chất tan trên M dung dịch nhân 100%. M chất tan bằng 0,0125 nhân 30 chia M dung dịch 1 gam nhân 100 thì bằng 0,0125 nhân 30 nhân 100 37,5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Ok, cảm ơn Hoàng Thế Anh. Hoàng Thế Anh nhớ xe này về tường xong rồi tag các bạn vào trong video live stream nhá. Những bạn nào mà thấy thầy giảng hay, giảng chậm, giảng dễ hiểu thì nhớ là xe lại về tường giúp thầy nhá. Để cho các bạn các em cùng biết đến thầy. Xe nhiều nhá. Ok, mình sang câu tiếp theo này. Câu số 15 này. Dãy gồm các chất đều có thể phản ứng được với C2H5 nhá. Bạn nào mà chưa hiểu để em xe lại xong chút để em xem lại vẫn được. Được chưa? Cảm ơn The King Man. Dãy gồm các chất đều phản ứng. Thế thì nhớ là khi mà thầy comment cho các nhóm nào, nhớ là xe lại thật nhiều cho thầy ấy. Xe thầy và giúp thầy vào trong các nhóm nữa, nhóm của lớp của em ấy nhá, để cho các bạn cũng biết đến thầy. Thầy chỉ muốn các em xe vào trong các nhóm lớp thôi. Dãy gồm các chất đều phản ứng với C2H5OH nào. C2H5OH là ancol đúng không? Thế thì nó không phản ứng với sắt. Chuẩn chưa? Không phản ứng với sắt, không phản ứng với NaOH, không phản ứng với KOH. Ancol không bao giờ phản ứng với lại sắt hay là phản ứng với NaOH hay KOH cả. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Được chưa nào? Câu tiếp theo, câu số 16 nhá. Câu số 16 này. Đốt cháy một lượng ancol A thì thu được. Thế mình tìm được số mol CO2 bằng 4,4 bằng chia cho 44 0,1. Số mol nước chúng ta là bằng 0,2 đúng không? Mình thấy 0,2 lớn hơn 0,1 chưa? Thế mình thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 vậy chắc chắn nó là ancol CN H2N cộng 2 NO rồi. Đúng chưa? Mà nhìn này, tất cả bọn này đều làm gì? Một chức. Nên là O. Thế thì nó cháy. N ancol NO thì luôn bằng N nước trừ đi N CO2. N nước là 0,2 trừ N CO2 là 0,1. Vậy N ancol bằng 0,1. Đến đây mình tìm số nguyên tử carbon bằng số mol CO2 là 0,1 chia cho số mol cháy là 0,1 bằng 1. Mới có một nguyên tử carbon. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhé các em. Đáp án đúng đáp án. Wow, rất nhiều bạn trả lời đúng này. Hoàng Đặng Thị Tiếp, Mai Thị Anh Thư này, Huỳnh Thị Tâm này, Mai Anh Thư, Dương Thị Tuyền, Nguyễn Văn Cương, The King Man. Rất tốt luôn. Đấy, không ngờ tối nay. Wow, fan cứng Hồng Hà Thanh. Câu 17. Các em ơi, câu 17 nhá, thầy có một chiêu này. Các em nhìn này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 4. Có 4. Đây là chiêu tìm tổng phân nhanh của thầy.
Mà sắp tới đây thầy sẽ dạy live stream cho em để em biết nhá. Còn bây giờ thì thầy chữa ta biết là bay là con ăn côn thì vẽ cho ta nhìn mạch C4 này đấy gì trục cái xứng 1 2 thằng này điền OH như nhau 3 3 3 thằng này 4 được chưa, vậy vẫn có 4 nhưng cái chiều thầy nhanh hơn đúng không em, kinh khủng không đấy. Học theo thầy Minh Evelyn em sẽ được tiếp xúc với rất nhiều skin kinh khủng mà không có bất kỳ người thầy nào có cả, bởi vì tất cả đều là của thầy. Nếu thấy hay hãy share lại một cái skin kinh lắm, không dùng công thức mà để anh Thư nhé, tại đặc biệt của thầy không bao giờ dùng công thức hết. Sang câu tiếp theo nào, câu số 18. Oxy hóa 9,2 gam hợp chất hữu cơ X. Oxy hóa 9,2 gam hợp chất hữu cơ X thì cần vừa đủ 13,44 lít oxy, khối lượng CO2 hơn khối lượng của nước. Thế thì cứ đặt thằng hợp chất hữu cơ X CX HI OZ 9,2 oxy cần vừa đủ 0,6 thu được CO2 cộng nước. Em ơi, kiểu ngón tay này của thầy mấy nữa thầy dạy chiêu cho nhá. Mấy nữa thầy sẽ nói lại chiêu. Skin thì mấy nữa thầy mới dạy chiêu. Chiêu đấy, cái đấy là thầy chỉ phô cái cách bấm thôi. 2K1 học thầy rất là khổ. Còn lại cái đấy phải mất một buổi cơ. Hôm nào thầy livestream hẳn một buổi cho các em nhá, cái skin đấy. Được chưa? Nào mình có này. Mình đặt xuống đây thầy đặt khối lượng của CO2 là A gam. Khối lượng của nước là B gam. Vậy thầy có này, phương trình thứ nhất này. Khối lượng CO2 hơn khối lượng nước là 6,8. A trừ B bằng 6,8. Thứ hai này, bảo toàn khối lượng. Có khối lượng của ancol 9,2 cộng khối lượng của oxy là 0,6 nhân 32 bằng khối lượng của CO2 là A cộng khối lượng của nước là B. Ok. Skin của thầy mấy nữa thầy sẽ livestream cho các em biết nha. Tất rất rất thầy biết là có rất, rất nhiều bạn muốn xem cái skin đấy, nhưng mà học xong chương trình lớp 11 khai giảng, các cái buổi khai giảng, các khóa livestream hay là khóa full video của thầy, thầy sẽ nói cho các em. Được chưa? Nào mình có này. 1 2 1 bằng trừ 1 bằng 6,8 bằng 1 bằng 1 bằng 9,2 cộng 0,6 nhân 32 bằng 17,6 và 10,8. 17,6 và 10,8. Những bạn nào mà muốn biết thì lên trên YouTube search nhé. Bạn nào mà muốn biết này, cái chiêu đấy của thầy này, thì vào buổi này thầy không tiện. Đây, thầy bật cho các em xem YouTube luôn. YouTube đấy nhá. Vào này, đánh này. Minh Myelin. Đánh Minh Myelin nhá. Thấy hiện ra này. Đồng phân nhanh, yên thầy đánh đồng phân nhanh. Đồng phân. Đánh đồng phân thì các em sẽ nhìn thấy chiêu luôn. Đồng phân siêu nhanh này, nhìn đồng phân siêu nhanh không? Ấn vào đây, nhìn thấy không? Myelin xác định đồng phân siêu tốc. Đấy thì là có thầy luôn. Nhá. Đây. Đồng phân siêu tốc. Đấy, nhìn chưa? 17.000 lượt xem này. Xác định đồng phân siêu tốc nhá. Đấy. Các em vào 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 channel của thầy thì các em sẽ xem được cái video đấy. Được chưa? À, ok, vậy đến đây mình tìm được số mol của CO2 bằng 17,6, tiếp tục nhá. 17,6 mà chia cho 44 thì bằng 0,4. Số mol nước bằng 10,8 chia 18 thì bằng 0,6. Mình lại thấy một điều thế này. Số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vì vậy nên chắc chắn bọn này có dạng là CnH2n cộng 2 OX. Mình tìm từ nơi cháy bằng 0,6 chứ 0,4 bằng 0,2. Suy ra số nguyên tử carbon là C. 0,4 chia cho 0,2. Carbon bằng 0,4 chia 0,2 bằng 2. Vậy sẽ là gì nhỉ? Công thức là C2H6OX. Và nhìn đáp án thì ta chỉ có D mà thôi. Để cho các em 18D nhá. 18D nhá, 18D nhá. 18D nhá. Tiếp tục này. Tiếp tục này. Câu 19 này.
Các em ơi, đề này có 40 câu, nhưng mà chắc là tối nay thầy còn phải livestream cho anh chị 2K1 nữa, nên là thầy chỉ livestream đến câu 20 thôi các em đấy nhá. Sau đó hẹn gặp lại các em vào tối mai. Thầy thấy có nhiều bạn bảo là tối mai các bạn thi, thì hẹn gặp lại các em vào tối mai vào lúc bao nhiêu nhỉ? 18:30 nhá. Thì mình chữa nốt. Chữa nốt. Được chưa? Nhớ nhá, tối mai 18:30 thầy sẽ chữa nốt. Còn bây giờ thì sẽ chữa đến câu 20 cho các em nhá. Đấy, những bạn nào đồng ý thì chấm cái. Được chưa? Ý nghĩa thì mấy nữa thầy nói sao nhá. Câu 19, ancol nào sau đây không hòa tan CO2 lần? Thì em lưu ý này. Hòa tan COOH 2 lần thì nó phải thỏa mãn hai điều kiện đa và kẻ. Được chưa? Vậy propan 1,2,3 trio này vừa đa vừa kẻ. Vứt. Propan 1,3 dion. Bạn nào chiều mai thi hóa thì xem lại các video livestream của thầy nhá. Đây này, bạn nào mà ngày mai mà thi ý, thì thầy nghĩ rằng là các em có thể xem lại các video livestream của thầy. Thầy đăng trên YouTube hết rồi. Thầy có đăng trên channel YouTube hết cho các em. Các em vào YouTube này, search Minh Myelin này. Được chưa? Search Minh Myelin này. Trong Minh Myelin này sẽ có channel này. Đấy, có rất nhiều channel thầy đã dạy này. Ví dụ này, các loại bài tập này, video tải lên này. Đây này, live full 40 câu đề thi thử này. Phương pháp xác định đồng phân này. Đề chuyên khoa học Huế này. Đấy, 7-8-9 điểm này, rất rất nhiều. Đấy. Nhá, những bạn nào mà tại vì là tối mai thì còn phải dạy off, thế nên là thầy chắc phải live sớm với các em. Nên nhớ nhé, tối mai 18:30. Có bạn nào không kịp học thì lên xong rồi xe lại là xong. Ok. Thế anh này là đa nhưng không kể. Vì vậy nên là không hòa tan CO2 lần được. Mình tạm ăn đúng 5 ăn B. Mình sang câu cuối cùng của tối hôm nay nhé, để cho các bạn có đi ôn thi. Câu cuối cùng của tối ngày hôm nay, câu số 20 nhỉ. 20 bây giờ thì là phô một skin độc. Skin độc mà chỉ có thầy có thôi. Bạn nào sẵn sàng? Chấm nào. Chấm cái nó xe về tường. Để thầy chữa chúng ta skin độc. Skin cực độc. Cho câu. Thật thôi chết nhầm. Đây câu 21. 21 skin độc. 21 vậy là để tối mai nhá. Tối mai thì sẽ like chữa cho chúng ta câu 21, câu 20 này. Thầy nhìn nhầm. Thôi tí nữa đằng nào cũng nhỡ nói là tí chữa luôn câu 21. Phenol C6H5. Thật vô chấm để cho thầy chữa câu 21 à. Styren C6H5. Alcometallic C6H5. CH2OH. Nước brom đúng không? Kết tủa màu trắng. Mất màu ở điều kiện thường. Không hiện tượng đúng không? Vậy đáp án đúng đáp án C. Và bây giờ là đến một cái skin cực độc. Xe lại về tường không? Trôi mất. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. 122,6 gram C2H3 CHO C5H6O C6H8 O2 C2H4 O2 Oxy thu được CO2 132,16 chia 2,4 bằng 5,9. Cộng nước. Xác định mở nước. Được chưa? Đặt A, B, nhìn kỹ. CD 1, 2, 3, 4, 4 lần. 1 sự kiện, 2 sự kiện. Không xả được. Vậy ta phải gạch, gạch số ẩn làm sao cho số ẩn bằng số sự kiện. Ghét thằng nào, gạch thằng đấy. Ở đây thấy ghét. Hai thằng cuối nhá. Vậy bây giờ thầy có hệ này bằng khối lượng này, phân tử khối này 12 nhân 2 cộng 3 cộng 12 cộng 1 cộng 16 bằng 56 này. Cộng dưới này 12 nhân 5 cộng 6 cộng 16 bằng 82 B thì bằng 122,6. Phương trình 2 thì bảo toàn phương trình, bảo toàn nguyên tố carbon. 2 cộng 1 là 3A. 5B bằng 5,9. Thầy chẳng có ghép tiếp gì hết. Nhìn thầy giải hệ này.
Nhìn kỹ này. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. 56 bằng 82 bằng 122,6 bằng 3 bằng 5 bằng 5,9 bằng A bằng 3,8, nhìn chưa? A bằng 3,8. B bằng trừ 1,1. Nhìn kỹ nha. Số âm vẫn lấy nguyên. Ra thì bảo toán nguyên tử nguyên tố hydro. Bảo toán nguyên tử nguyên tố hydro này. Thằng này nhân 4, 3,8 nhân với lại 4. Cộng với này, trừ 1,1. Nhân với lại 6. Chiêu này cực kỳ kinh dành cho các bạn mất gốc. Chi 2. Bảo toán hydro mà. Kiếm hiểu cho bảo toán hydro không? Cộng với trừ 1,1 nhân 6 bằng chia 2 bằng 4,3. Vậy thì có khối lượng 4,3 nhân 18 bằng 77,4 ngay. Đáp án gì? Đáp án khác. Mở cả ngược. 77,4 ngay. Ok chưa cả nhà? Hiểu bài không nhở? Các em thấy chiêu skill này có thấy kinh không? Dã man không? Kinh khủng không? Tàn bạo không? Nhớ xe lại về tường. Tại các bạn của các bạn vào trong video livestream này nhá. Và bảo các bạn rằng 18:30 tối mai thầy sẽ live tiếp, chữa tiếp 20 câu. Nhớ rủ các bạn ở trường nhá. Bye bye, chào tạm biệt. Và bây giờ thầy phải livestream cho 2K1 đây. Nhớ xem lại về tường nhá.